Hey, 皆さんこんにちは。今日はまた第31課の言葉を説明していきたいと思います。Xin chào mọi người, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào từ vựng của bài số 31 trong quá trình Minna sơ cấp 2. Hey, 皆さん一緒に練習しましょう。始まります。始まります。Bắt đầu. Bắt đầu cuộc họp. Bắt đầu một chương trình gì đó. Âm hán, chữ thủy.会議は8時に始まりますから早く行ってください。Vì buổi họp sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ nên hãy đi sớm đi. 続きます。続きます。Tiếp tục. Tiếp diễn. Âm hán chữ tục. 2-3 日熱が続いていますからお風呂に入らないでください。Sẽ còn tiếp tục sốt trong vòng 2 đến 3 ngày nữa, vậy nên xin đừng tắm bồn. Mitsukemasu. Tìm thấy. Âm hán, chữ kiến. Ah, yokatta. Nakunatta yubiwa o mitsukemashita. Ôi, thật là may mắn vì đã tìm thấy chiếc nhẫn đã mất. Ukemasu.Thi, tham dự kỳ thi. Âm hán, chữ thụ. Kotoshi no 7 gatsu ni Nihongo no shiken o ukemasu kara. Majime ni benkyou shimasu. Vì tôi sẽ tham gia kỳ thi tiếng Nhật vào tháng 7 năm nay, nên tôi đang chăm chỉ học tập. Niugaku shimasu. Nhập học. Âm hán, chữ nhập.và chữ học. 来年の4月に東京大学に入学します。Tháng 4 năm sau, tôi sẽ nhập học trường đại học Tokyo. 卒業します。Tốt nghiệp. Âm hán, chữ tốt và chữ nghiệp. 今年の10月に大学を卒業する予定です。Theo kế hoạch,tôi sẽ tốt nghiệp trường đại học vào tháng 10 năm nay. Shuseki shimasu. Tham gia. Âm hán chữ xuất và chữ tịch. Kyō no gogo no kaigi ni shuseki shimasu. Tôi sẽ tham dự buổi họp chiều nay. Kyūkei shimasu.Nghỉ giải lao. Âm hán chữ hưu và chữ khế. Mo jiuichiji hang desu ne. Chotto kyūkei shimashō. Cũng đã 11 rưỡi rồi, vậy nên chúng ta cùng nhau nghỉ giải lao một chút thôi. Denkyū. Ngày nghỉ liền nhau. Âm hán chữ liên và chữ hưu.次の3連休にアメリカへ旅行に行きます。Kỳ nghỉ 3 ngày liền nhau tới đây, tôi sẽ đi du lịch Mỹ. 作文. Bài văn. Âm hán, chữ tác và chữ văn. すみませんが、日本語で作文を書いたんですが、ちょっと見てくれませんか? Xin lỗi, tôi đã viết bài văn bằng tiếng Nhật.Làm ơn có thể xem giúp tôi một chút có được không? Tên đan cai. Hội triển lãm. Âm hán chữ triển, chữ lãm và chữ hội. Ashita Midori Mizutsukan de tên đan cai ga arimasu kara mini ikimasu ka? Ngày mai có buổi triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật Midori đó, bạn có đi xem không?Kết kôn shiki. Lễ kết hôn. Âm hán, chữ kết, chữ hôn và chữ thức. Sumimasen ga tomodachi no kết kôn shiki ni sanka shimasu kara hayaku kaette mo ii desu ka? Xin lỗi, do tôi phải tham gia cái lễ kết hôn của bạn nên tôi có thể về sớm một chút được không ạ? Ososhiki. お葬式
lễ tang âm hán chữ táng và chữ thức tomodachi no ososhiki ni ikimasu kara donna fuku o kitara ii desu ka tôi sẽ đi tới lễ tang của bạn bè vậy nên tôi nên mặc quần áo nào thì được ạ honsha honsha trụ sở chính âm hán chữ bản và chữ xã watashi no otto wa honda gaisha no honsha ni tsutomete imasu chồng của tôi đang làm việc tại trụ sở chính của công ty honda shiten shiten chi nhánh âm hán chữ chi và chữ điếm sumimasen ga chotto chiba ken no shiten ni depoto o okutte kuremasen ka xin lỗi có thể gửi giúp tôi bản báo cáo xuống công ty chi nhánh ở tỉnh Chiba có được không? Kyokai Kyokai nhà thờ âm hán chữ giáo và chữ hội Maishu no nichiyobi ni kyokai e oinori o shi ni ikimasu chủ nhật hàng tuần tôi đi tới nhà thờ để cầu nguyện Daigakuin Daigakuin, cơ sở giáo dục trên đại học. Âm hán chữ đại, chữ học và chữ viện. Daigaku o sotsugyo shite kara daigakuin de bungaku o benkyou suru tsumori desu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học ngành văn học ở cơ sở giáo dục trên đại học. Doubutsuen Doubutsuen, vườn bách thú. Âm hán chữ động, chữ vật và chữ viên. Ashita wa nichiyobi desu kara kodomo o doubutsuen e tsurete ikimasu. Vì ngày mai là chủ nhật nên tôi sẽ dẫn lũ trẻ đi tới vườn bách thú. Onsen. Onsen, suối nước nóng. Âm hán chữ on và chữ tuyền. Nihon ni wa onsen ga takusan arimasu ne. Karada ni ii desu kara 1 kagetsu ni 2 kai onsen ni ikimasu. Ở Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng vì nó tốt cho sức khỏe nên 1 tháng tôi tới suối nước nóng 2 lần. Internet. Internet. Mạng internet. Internet ga yowai desu kara video ga miraremasen. Do mạng internet yếu nên tôi không thể xem được video. Egakan Egakan rạp chiếu phim âm hán chữ ảnh chữ họa và chữ quán Hanoi ni atarashii egakan ga dekimashita kara issho ni ega o mi ni ikimasen ka ở Hà Nội có một rạp chiếu phim mới được xây dựng nên bạn có muốn cùng tôi đi xem phim không Hai minasan owarimashita ご視聴どうもありがとうございました皆さん、毎日よく聞いてみて練習してくださいね。では、失礼します。